Đây là một cái mái tóc dài, bạn ấy trước đây bạn ấy đã từng cắt phong bằng. Bạn ấy cắt phong bằng và bạn ấy uốn cái phần đuôi, nhìn nó không có tầng lớp, nhìn nó không có độ bay không ạ. Thì ngày hôm nay đến đây Huy sẽ cắt cho bạn đến đây ơi ha. Mình sẽ cắt layer tầng cao. Và với cái mái tóc này thì Huy sẽ cắt nhuộm và uốn. Thì tất cả những anh chị em đang xem clip, mọi người có thể theo dõi cái mái tóc này, cái sự thay đổi của mái tóc này nha mọi người nhé. Đây là một cái mái tóc bạn ấy mới chỉ uốn thôi, còn nó đen là đen nguyên thủy. Thì hôm nay Huy sẽ up cái clip về trước. Clip này trong đây thì sẽ có nội dung là cắt và nhuộm, còn clip uốn thì nó hơi dài, thì Huy sẽ up vào clip sau. Với tất cả những anh chị em nào xem, anh chị em thấy hay có thể bấm theo dõi kênh. Và chúng ta khi mà mọi người bấm theo dõi kênh rồi thì clip uốn sau Huy đăng lên, mọi người sẽ tự nhận được bài anh chị em nhé. Trung bình cứ một tuần thì Huy sẽ up lên một clip. Anh chị em xem thấy hay thì bấm đăng ký kênh vào cái quả chuông ngay chỗ phía bên tay phải, anh chị em có thể theo dõi được. Và mỗi lần mà Huy up clip thì mọi người sẽ tự nhận được clip, anh chị em có thể xem tham khảo nha mọi người nhé. Đó. Và cái mái tóc này thì bây giờ Huy sẽ nhuộm trước đi ha. Mình sẽ nhuộm một cái màu trước, sau đấy rồi chúng ta sẽ tiến hành cắt sau. Tại vì là mình nhuộm xong tí nữa mình đi gội đầu thì Huy sẽ cắt trên nền tóc ướt cho mọi người cùng xem cho dễ. Và cái tóc này Huy sẽ nhuộm màu gì thì anh chị em cùng xem clip nha mọi người nhé. Ok. Với cái mái tóc đen này thì Huy sẽ sử dụng 811, 822, 833 và một chút mix green là 022 anh chị em nhé. Thì 811 này là màu nâu khói, 822 là màu nâu rêu, level 8 và 833 là màu nâu ánh vàng, level 8 luôn. Và cộng một chút mix green thì ở đây chúng ta sẽ cùng pha trộn lại với tám hai hai này, chúng ta sẽ cho là màu chủ đạo. Và đây là 833 tỷ lệ bằng 822 luôn. Cái này chúng ta có thể cho tỷ lệ bằng nhau được. Tám một một. Ta sẽ cho khoảng chừng 20% green để cho nó vừa khử sắc và nó lên màu một chút. Cái này thì Huy sẽ chuyển nó sang tông lạnh một chút nhé. Đây là green. Ok. Cái này chúng ta sẽ quậy tan lên. Quậy tan để cho cái màu nó trộn đều lại với nhau. Sau đấy chúng ta sẽ cho oxy. Và oxy của bát thuốc này thì Huy sẽ cho oxy gì? Cái này chúng ta Huy sẽ sử dụng oxy 9 thôi nha anh chị em nhé. Oxy 9 thôi, tại vì là cái màu Huy làm ra không cần để sáng. Thời gian là Huy sẽ đi oxy 9 thôi. Hoặc là nếu như anh chị em nào muốn màu sáng thì chúng ta có thể kết hợp oxy 12 hoặc oxy 10.5. Oxy 10.5 thì lấy oxy 9 cộng với oxy 12 thì lại bằng nhau, thì chúng ta sẽ có một cái màu sáng. Ok. Cái này là Huy sẽ đi oxy 9. Ok. Sau khi mà chúng ta đã quậy tan rồi thì Huy sẽ cho thêm một chút collagen phục hồi tóc A8 vào để trong quá trình nhuộm cho cái tóc nó mềm. Một ít thôi, không cần nhiều nha mọi người nhé. Một chút xíu vậy thôi. Sau đấy chúng ta sẽ quậy tan lên để cho cái tóc nó mềm mượt hơn một chút. Ok. Với cái tóc này thì Huy sẽ trải cách chân khoảng nửa phân. Huy sẽ trải cách chân nửa phân và trải thẳng ra đuôi luôn. Được chưa? Cái phần chân kia thì một lát nữa thì mình vào không vào thôi không sao. Tại vì cái phần đó một chọc nó mình massage từ nó sẽ vào đó, chúng ta sẽ trải thẳng ra ngoài luôn. Và trên cái bài này thì cái chủ đề của cái tóc này thì Huy sẽ chia ra làm 3 clip. Ngày hôm nay thì Huy sẽ đăng cho anh chị em xem cái clip cắt và cái cách để nhuộm tóc, thì Huy sẽ đăng vào clip sau bên, và cái clip cuốn Huy cũng sẽ đăng vào clip sau nha anh chị em nhé. Một lát nữa thì Huy sẽ đăng clip cắt cái mái tóc này lên cho anh chị em tham khảo trước, anh chị em xem nếu mà ưng ý thì anh chị em có thể bấm theo dõi kênh để xem cái quá trình mà Huy uốn cái mái tóc này như thế nào, được chưa? Chúng ta sẽ trải cách chân ra một chút. Tóc của bạn này thì rất là đen. Thời gian là nãy Huy có cho 8.3 vào để cho hỗ trợ lên, hỗ trợ cho nâng lên. Thuốc thì chúng ta trải không nhất thiết phải vào da đầu quá. Chả như thế này thôi là tí cái phần chân nó cũng sẽ tự có màu. Chúng ta sẽ trải thẳng ra ngoài ngọn luôn.
Trải thuốc thì anh chị em trải đậm thuốc lên một chút nhé, để cho cái máy sắc nó đạt cho nó tròn. Đứng cái góc này hay đứng máy chết đi. Chúng ta cứ trải như vậy hết vòng quanh đầu là ok. Anh chị em trải thuốc, cái này chúng ta trải, chúng ta lưu ý chúng ta trải cho nó tán thuốc nó đều ra, tránh tình trạng là nó bị đậm chỗ, bị sẩm loang lổ. Nhiều người trải là chỗ thì đậm thuốc, chỗ thì nọt thuốc, như vậy thì ra cái tóc nó không đều đó. Và chúng ta cho các chân sát một chút, tí cái chân nó sẽ tự lên màu. Ok, không biết rằng là mấy hôm trước Huy up một số clip màu lên, màu khói trên kênh, có màu khói cân bằng màu rêu, anh chị em không biết anh chị em xem, anh chị em đã xem tham khảo chưa, không biết là mọi người xem, mọi người tham khảo, mọi người có thấy ưng ý không ạ? Tất cả những anh chị em nào xem clip mà có thắc mắc gì thì anh chị em có thể để lại bình luận, Huy sẽ hỗ trợ anh chị em qua bình luận anh chị em nhé. Và anh chị em có thể kết bạn Facebook với Huy, Facebook của Huy là Kevin Huy, đúng rồi. Ok, tóc này thì của bạn ấy là tóc bạn ấy mới chỉ nhuộm ở mới chỉ uốn cái phần đuôi thôi, nhưng mà do lần trước uốn ở đâu thì hơi bị khô một chút, Huy sẽ vừa nhuộm trong quá trình này Huy sẽ phục hồi, và một lát nữa Huy sẽ cắt rồi sau đó mình sẽ uốn lại cho bạn đấy, mình sẽ phục hồi rồi mình sẽ uốn. Tất cả cái clip này thì Huy sẽ chia ra làm 3 clip, anh chị em có thể tham khảo từ từ, được không ạ? Mọi người có thể bấm YouTube là Kevin Huy thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều clip cho anh chị em xem. Trên kênh của Huy hiện bây giờ đang có khoảng gần 60 clip rồi, anh chị em có thể tham khảo từng cái một. Cái nào mà mình cần thiết, mình cảm thấy mình cần thì mình sẽ bấm vào mình xem. Trong quá trình xem clip mà anh chị em có thắc mắc gì không hiểu thì anh chị em có thể comment, Huy sẽ trả lời comment hỗ trợ cho anh chị em nhé. Ok, ok. Đấy, chúng ta cứ trải cách chân một tí tí thôi, thậm chí chúng ta vào chân được nhưng không nhất thiết phải trải thuốc vào da đầu. Cái phần chân kia tí tự nó sẽ lên màu mà. Anh chị em nào thích cái màu nó sáng thì anh chị em có thể đi oxy 12 cộng oxy 9 tỉ lệ bằng nhau thì nó ra, nó sẽ ra được màu sáng hơn. Còn nếu như mình muốn sáng hơn nữa thì mình có thể đi oxy 12. Nhưng mà Huy thì Huy cái mái tóc này Huy chỉ nhuộm cái màu trầm trầm vừa phải thôi, chứ Huy không có màu sáng. Tại bạn này còn đang học sinh nên là Huy sẽ đi cái màu trung bình thôi. Bởi vậy Huy đi oxy 9. Một lát nữa anh chị em sẽ cùng xem cái kết quả mái tóc này, màu này, thì Huy tin rằng một lát ra sẽ làm hài lòng mọi người. Ok, nhớ là xem từ đầu đến cuối nhé. Đây, sang phần hai bên chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ trải giống như vừa nãy thôi, không nhất thiết phải vào da đầu. Ở cái này mọi người xem clip thì anh chị em xem từ đầu đến cuối thì anh chị em sẽ hiểu được cách làm của Huy từ đầu đến cuối, nó không có gì là phức tạp lắm đâu. Mọi người xem clip mà anh chị em có gì không hiểu thì anh chị em cứ để lại comment nhé. Có rất là nhiều clip ở trên kênh ạ. Màu khói, màu rêu, rồi cân bằng màu sô-cô-la, cân bằng màu rêu khói, có hết. Anh chị em có thể tham khảo. Cái nào mà mình cảm thấy mình cần thì mình sẽ xem. Có rất là nhiều clip. Và với tất cả những anh chị em nào bấm đăng ký kênh thì mai mốt mình đăng những clip uốn tóc lên, anh chị em sẽ tự nhận được bài để anh chị em xem.
tóc bạn này tương đối dài. Cái này thì một lát nữa Huy sẽ cắt layer tầng cao cho bạn đấy, và Huy sẽ up clip riêng. Thì những anh chị em nào mà quan tâm cái mái tóc này cắt như thế nào thì anh chị em có thể xem vào clip sau, đón xem clip sau nhé. Clip sau thì Huy sẽ cắt và uốn cho bạn lên luôn. Hôm nay thì Huy sẽ up cái clip nhuộm lên cho bạn, cho mọi người cùng tham khảo trước. Ok. Cái này chúng ta chải chân, chúng ta chỉ cần chải phớt thôi, không cần chải đậm thuốc quá. Mấy nữa sẽ là một cái clip màu khói tím đăng kênh tiếp. Một cái màu khói ánh tím. Có anh chị em nào quan tâm màu khói ánh tím không? Bao nhiêu anh chị em quan tâm màu khói ánh tím thì để lại bình luận cho Huy để xem. Có anh chị em nào quan tâm không nhé, để Huy có động lực Huy làm thêm một số clip nữa. Ở trên kênh thì có màu xám khói rồi, màu khói tím và màu khói xám sáng nhỉ. Hôm trước là một cái màu khói trầm, nhưng mà khói trầm thì đẹp và nó bền màu hơn. Là một cái màu khói blue nữa. Màu rêu thì ở trên đấy có rất là nhiều rồi nhé, có rất là nhiều cách làm trên mọi nền tóc rồi, mọi người có thể tham khảo. Mình sẽ quay lại mình kiểm tra chỗ nào mà còn thiếu thuốc thì mình sẽ cho thêm thuốc vào. Chải cái này chúng ta nên chải đậm thuốc một chút, tại vì cái tóc của bạn là tóc đen. Mình sẽ chải đậm thuốc để cho nó đạt ánh sắc. Trong quá trình chải thì mình, trong quá trình lên thuốc thì mình hạn chế chải, chủ yếu là lấy hai cái lòng bàn tay chúng ta massage. Như vậy thì nó sẽ tránh tình trạng bị vỡ vỏ tóc. Đấy, mọi người thấy cái màu nó đã lên một chút rồi này. Đó. Thì cái tóc này Huy sẽ để thời gian là khoảng chừng 40 phút, sau đấy chúng ta sẽ quay trở lại tiến hành kiểm tra tiếp. Ok. Đây mọi người, sau khi Huy chải xong cái đầu thì Huy quay lại kiểm tra thì cái phần này nó đã lên một chút màu, nó lên ánh nhẹ rồi, khoảng level 4.5, level 5 rồi. Nhưng mà cái này Huy sẽ để thời gian khoảng chừng 40 phút nữa, sau đấy chúng ta sẽ cùng quay trở lại chúng ta lén màu cho cái mái tóc này nhé. Ok, mình sẽ để đây, rất là bóng, sờ rất là mềm. Ok. Xin chào mọi người, đây là cái mái tóc mà Huy vừa mới bôi xong và chúng ta đã để thời gian khoảng chừng 40 phút. Thì bây giờ chúng ta cùng thấy nó lên một cái màu rất là đẹp đúng không ạ? Đây là cái tóc nó còn thuốc thì chúng ta nhìn thấy nó ánh rêu, nhưng một lát chúng ta xả đi nó sẽ là cái màu nâu lạnh, ánh rêu nhẹ. Được chưa? Một lát nó xả đi thì nó sẽ chỉ hiển thị ra ánh rêu, ánh màu nâu lạnh thôi. Và đây, cái chân thì Huy sẽ không vào chân, mà chúng ta trước khi đi xả thì chúng ta chỉ cần vuốt thuốc để chúng ta massage nhẹ thôi. Như vậy là cái chân nó sẽ đều. Được chưa? Còn không cần phải vào chân nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ vạch từng lớp và chúng ta kiểm tra. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra. Mọi người có nhìn rõ màu không ạ? Quay tổng quan cho cái đầu nó vào giữa. Quay sát rồi tí nữa. Bên này đấy. Đấy, mọi người có thể nhìn. Thì ngay bây giờ đây thì cái tóc này đạt màu rồi. Đạt màu giống như là cái người khách này mong muốn. Thì bây giờ Huy sẽ vuốt cái màu này ra, và chúng ta sẽ lén một chút collagen vào để cho nó mềm sợi tóc và cho nó định hình lại sợi tóc. Như vậy thì cái màu nó sẽ bền hơn. Với những cái cấp độ màu ánh lạnh như này thì chúng ta nên lén collagen sau khi chúng ta nhuộm. Hồi lúc nãy mà Huy pha màu ấy là Huy có cho một chút phục hồi vào, nhưng mà chúng ta chỉ cho ít thôi, cho nhiều quá thì nó sẽ làm loãng ánh sắc. Thay vì thế bây giờ Huy sẽ bắt đầu sẽ nén sau khi nhuộm. Như vậy thì nó sẽ đẹp hơn mà màu nó vẫn lên đủ ánh sắc. Đấy chưa? Nó không làm giảm đi cái lồng độ của bát thuốc nhuộm. Ok. Bây giờ thì Huy sẽ bắt đầu, Huy sẽ nén phục hồi vào đây thì anh chị em cùng xem cái quá trình Huy làm nhé. Nào, ok. Rồi. Ở cái tóc này thì Huy sẽ dùng một ít nước. Cái tóc này thì Huy sẽ không cho thêm màu mix vào nữa, mà Huy sẽ dùng một ít nước kết hợp với phục hồi A8. Thế chưa? Phục hồi A8 này cho vào đây để cho nó làm mềm, làm đanh sợi tóc. Do cái sản phẩm này không có chứa silicone, thành ra là chúng ta sẽ có một cái mái tóc nó rất là mềm, và cái collagen này nó sẽ thẩm thấu được vào sâu trong tóc hơn, tại vì là phục hồi này nó không có chứa silicone. Với tất cả những anh chị em đang dùng A8 của Huy thì mọi người đều biết, phải không ạ? Rất là mềm, rất là thơm. Ok.
Đây chúng ta sẽ quậy tan lên. Cái bát thuốc này là cái bát thuốc còn lại hồi nãy của Huy ấy. Là Huy pha vào đây luôn. Chúng ta sẽ quậy và chúng ta sẽ chảy từ chân ra ngọn luôn, để cho nó nén cái màu được bền hơn. Như vậy thì khách hàng người ta chơi cái màu nó sẽ bền hơn. Ok. Cái này thì chúng ta sẽ đưa lên và chúng ta dùng tay cho massage. Không nên dùng được chải nhiều quá nhé. Chải nhiều quá cho cái mái tóc nhuộm nó sẽ bị vỡ vỏ. Như vậy thì nó sẽ mất đi cái độ bóng. Collagen này thì nó sẽ thẩm thấu và nó sẽ bù được nước và giữ chắc, phục hồi cho cái sợi tóc sau quá trình nhuộm. Thường thì có nhiều quay cái chuyển đấy. Thường thì có nhiều anh chị em là sẽ cho phục hồi vào trong cái bát tóc nhuộm. Nhưng mà làm như thế cũng được. Nhưng mà Huy thì Huy nghĩ rằng là làm như vậy thì cái bát tóc nhuộm của chúng ta nó sẽ yếu, bởi vì là cái phục hồi nó sẽ làm loạn cái sắc của chúng ta đi. Còn Huy thì Huy hay làm là Huy sẽ không cho chung một bát tóc nhuộm, mà Huy sẽ đợi đạt màu rồi Huy sẽ dùng phục hồi kết hợp với nước, Huy sẽ đưa vào. Như vậy thì nó sẽ bóng hơn mà màu sắc lên nó vẫn chuẩn, nó không làm nhạt cái sắc của chúng ta đi. Làm như thế này thì cái hạt màu nó sẽ đi sâu vào trong tóc hơn và nó sẽ bóng. Quan trọng nữa là cái vỏ tóc nó được định hình lại thì da nó sẽ mềm mượt hơn, và chúng ta cái quá trình này chúng ta bù được cả nước, như vậy thì nó sẽ rất là đẹp. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng xem sự thay đổi của cái mái tóc này lúc đầu chưa nhuộm và sau quá trình nhuộm xong nhé. Cái này thì Huy sẽ bôi sơ qua thôi và chủ yếu chúng ta massage. Anh chị em có thể dùng được chải nhẹ cũng được, mà Huy sẽ bôi tổng quan một chút. Sau đấy một lát nữa Huy sẽ xịt thêm chút nước vào và chúng ta sẽ massage cho nó thẩm thấu. Chúng ta sẽ làm nhanh thôi nhé. Chúng ta sẽ bôi hết vòng quanh đầu. Thời gian để lưu cái này thì trên tóc khoảng chừng 15 phút. Anh chị em có thể để 20 phút cũng được, không sao. Hoặc cái quá trình này chúng ta có thể cho máy hấp cũng được. Hoặc là ai mà có máy bắn nano, anh chị em bắn thì nó sẽ càng bóng hơn, càng mềm hơn. Bắn thì nó càng sâu được hơn, nó sẽ thẩm thấu tốt hơn. Đó, bây giờ thì Huy đã bôi xong và chúng ta sẽ bắt lại từng lớp để chúng ta massage lại từ từ, để cho cái collagen nó thẩm thấu hơn nhé. Chúng ta sau khi chúng ta bôi tổng quan này xong thì chúng ta sẽ bắt lại từng lớp và chúng ta massage để cho collagen nó thẩm thấu đều hơn, mềm mượt hơn. Ok. Đây là cái tóc mà Huy vừa mới nén cái phục hồi. Phục hồi thì Huy pha phục hồi với nước, chỉ cần phục hồi với nước thôi, không cần gì khác. Để mình có thể đưa vào đây cái mái tóc sau khi mình nhuộm xong, để mình bù nước, bù dưỡng chất. Dưỡng chất ở đây là cái phục hồi tóc collagen, không có chứa thành phần silicon. Thì cái tóc này, cái bước này thì mình sẽ bù được cả nước, bù được cả dưỡng chất cho cái mái tóc nữa. Da nó sẽ rất là bóng. Thì thường là chúng ta sẽ lưu cái này, cái phục hồi này ở trên tóc khoảng chừng 10 đến 15 phút. Hoặc là anh chị em nào có máy bắn nano thì anh chị em bắn thì nó sẽ rất là đẹp. Đây anh chị em thấy cái tóc lên màu rất là đẹp nhé. Một lát nữa đủ thời gian nén màu rồi thì Huy sẽ đem Huy xả cho mọi người xem. Nó ra một cái màu nâu tây rất là đẹp, mà nãy Huy nhuộm trên nền tóc đen đúng không ạ. Cái này là cái màu nâu tây có ánh green đó, có cả ánh khói luôn. Thì với tất cả những anh chị em nào mà xem từ đầu thì mọi người đều biết cái công thức mà Huy pha đúng không ạ, công thức và tỉ lệ Huy pha như nào rồi. Đây là mình đi oxy 9 thôi. Nếu như ai muốn sáng hơn thì chúng ta có thể đi oxy cao hơn. Mọi người có nhìn rõ màu không ạ? Rất là đẹp đúng không ạ? Ok. Về giữa. Ok. Đây, đều 100% từ trong ra ngoài đúng không ạ? Với tất cả những anh chị em nào mà xem mà anh chị em không hiểu thì anh chị em để lại comment ở ngay bên dưới bài clip thì Huy sẽ tư vấn cho anh chị em, Huy sẽ hỗ trợ mọi người về kỹ thuật đúng không ạ. Nhưng trong quá trình nhuộm là không được vò tóc như này nhưng mọi người nhé, mà chúng ta chỉ massage nhẹ thôi được chưa. Như vậy thì cái tóc nó sẽ không bị vỡ vỏ, da nó sẽ bóng đẹp hơn. Còn với tất cả những anh chị em nào mà xem mà ưng ý thì anh chị em có thể bấm theo dõi kênh để đón xem nhiều clip hơn, hoặc là anh chị em có thể kết bạn với Facebook Kevin Huy của mình để chúng ta có thể giao lưu với nhau mỗi ngày được chưa. Đó, ok. Cái này mình sẽ để thời gian khoảng chừng 10 phút nữa là mình sẽ tiến hành đi xả ra, chúng ta cùng xem cái kết quả nhé. Ok. Cái tóc này là mình đã để đủ thời gian nén màu thì bây giờ mình sẽ đi xả cho mọi người cùng xem nhé anh chị em nhé. Tất cả những anh chị em nào đang hóng cái clip này
Thì mọi người cùng chờ Huy một chút xíu, Huy sẽ đi xả ra rồi chúng ta sẽ cùng sấy khô và cùng xem cái màu Huy nghĩ rằng là sẽ làm cho mọi người hài lòng nha. Đấy, cái này là Huy vẫn không vào chân đúng không ạ, nhưng mà nãy Huy có massage vào cái phần chân thì cái phần chân tí ra nó sẽ chầm chầm dịu hơn một chút. Có nhiều anh chị em là trải thuốc vào chân là hay bị tình trạng là vàng chân đúng không ạ, rất là hay bị cái tình trạng là vàng chân, có nhiều người bị sậm ngọn. Nhưng ở đây thì Huy nhuộm là Huy hay cách chân ra khoảng nửa cm và tự nó đạt màu luôn, mọi người có thể thấy đúng không ạ. Đó, Huy vẫn cứ chừa lại một chút ở chân, mình chỉ massage nhẹ vào thôi, như vậy nó vẫn sẽ lên màu và nó không bị cái tình trạng sáng rực. Thì một lát nữa Huy sẽ, ngay bây giờ đây Huy sẽ đi xả ra cho mình cùng xem nhé. Ok, chờ Huy một chút nha. Đây, sau khi cái tóc đạt màu rồi thì chúng ta sẽ mang đi xả sạch. Thì đây Huy sẽ xả thật sạch đi, xong chúng ta sẽ gội đầu bình thường, được chưa ạ? Rất là mềm. Ok. À, cái này thì mình sẽ lấy dầu gội đầu nhé. Mình sẽ gội bình thường. Có nhiều anh chị em nhuộm những cái tông màu lạnh này, anh chị em không gội đầu. Như vậy thì tóc nhuộm mà mình không gội sạch thì ra đầu về người ta, khách hàng người ta sẽ bị ngứa, đúng không ạ? Ở đây thì Huy sẽ vẫn gội bình thường. Huy sẽ gọi hai lần, sau đấy Huy sẽ xả bình thường cho mọi người cùng xem. Hơi ngẩng đầu cho anh. Đấy, Huy sẽ cào cho nó sạch hết cái phần thuốc bám trên da đầu đi. Thì về nhà khách hàng người ta không bị ngứa. Mình sẽ gọi sạch hai lần cho khách. Năm giây. Ok. Ok nha. À, sau khi Huy đã gội đầu hai lần thì Huy sẽ lấy phục hồi A8 để Huy sẽ massage cho nó mềm lại, và đặc biệt là mình sẽ dùng một ít như này thôi và một chút nước mình đậy cái nắp bồn lại đây để làm cái gì, để mình massage cho nó mềm lại cái sợi tóc sau khi mình gội đầu. Thứ nhất, thứ hai quan trọng nữa là cái mùi thơm của A8 nó sẽ khử đi được hết cái mùi thuốc hóa chất trên đầu của khách hàng. Như vậy thì mình, khách hàng người ta về người ta sẽ có một cái mùi thơm trên tóc chứ nó không phải là một cái mùi hóa chất giống như mọi khi chúng ta hay làm, được chưa ạ? Thì đây Huy sẽ massage cho nó mềm mượt lại bình thường. Đặc biệt là mình sẽ chủ yếu là để khử cái mùi hóa chất đi, cho nó không còn cái mùi của hóa chất lưu trên tóc, thay vào đấy là một cái mùi thơm. Như vậy thì cái khách hàng người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ok, mình sẽ phút rồi mình sẽ xả sạch và mang ra ngoài. Chúng ta sẽ tiến hành cắt. Tất cả những anh chị em nào mà quan tâm bài cắt này thì hãy đón chờ clip sau nhé mọi người nhé. Còn một lát nữa thì Huy sẽ sấy khô cho mọi người cùng xem cái màu, được chưa ạ? Ok. À, đây là cái màu tóc mà Huy vừa mới nhuộm ra. Và cái tóc này là của bạn ấy, là Huy sẽ cắt và uốn. Chính vì thế là chúng ta sẽ nhuộm những cái tông màu như này, tóc uốn nó sẽ rất là đẹp và không bị trôi màu. Đấy, mọi người thấy không ạ? Với công thức đó nó ra là cái màu rất là đẹp, rất là bóng, đúng không ạ? Một cái màu rất là ưng ý đó. Ok nha. Thank you.